tôi nhớ tôi cho anh em. Em đọc 20 năm cũng không nhớ gì hết. Dạ, thả gáo coi là. Ông ấy ra mở gáo ra, mở luôn gáo ngoài ra đi, cho mình đứng lên mới coi cái. Rồi, bây giờ em thích cái ngực kích thước nó như thế nào? Cho cái áo này ra không? Tháo luôn. Bây giờ em muốn đặt tự nhiên thôi, em muốn đặt nhỏ. Cái vú nó bị sẹo là hồi xưa giờ luôn. Dạ đúng rồi. Tức là hồi xưa làm cái gì mà sao có quần nhỉ? Có cái khâu gì có quần? Hồi xưa làm em làm hai lần, một lần đường nách, một lần đường này. Mà sao lại thu quần hả? Hồi xưa có thu quần hả? Không phải là thu quần mà là giống như có một cái bên cái núm đó nó hơi bị thụt vô. Kéo ra hả? Dạ. Vì sao mà thấy hai cái vòng tròn này? Thì em nghĩ là không, cái này có thu gì này nó tùm lum này. Em thích là giống như bạn này nè bác, tức là nhìn tự nhiên thôi. Từ từ bình tĩnh coi thử làm được không. Rồi bên này này giống như cục đá nè. Dạ đúng rồi. Cái này có phải là do đặt sai không biết sao ngắt còn nhiều cục đá này. Hôm nay chắc phải chụp camera được không? Này phải đi chụp camera cho bác nha. Dạ. Không biết cái này là cái gì hết mà này sờ vô nó giống như cục đá này. Dạ. Này sờ vô đẩy tay lên thì bên này nó còn mềm được tí này. Dạ. Thứ nhất là bây giờ bác cần để xác định là tổn thương ở đây là do cái gì, nó canxi hóa hay nó có tổn thương gì bất thường hay không. Yeah. Nếu nó canxi hóa không thì đương nhiên bác sẽ báo hết, về nguyên tắc nó báo hết rồi. Yeah. Nếu mà nó có gì bất thường về nó nào chắc chắn phải làm sinh thiết trong lúc mổ. Sinh thiết là làm gì, là biopsy á, các cái mô đó cho chạy máy sinh thiết liền coi tế bào nó làm thế á. Yeah. Nó bắt buộc phải làm. Yeah. Vì nó tổn thương kiểu này là phải làm. Thứ hai nữa em giơ tay lên coi, giơ tay ngang rồi thì bảo ok rồi thả xuống. À, xuống đi bác coi. Rồi, hồi xưa mình đặt sai máy cũng không nhớ à. Không nhớ lâu quá hay. Thì bây giờ chắc chắn là mình phải giải quyết ở bên này thì mình sẽ bóc cái khối đó ra. Rồi sau đó mình sẽ coi cái túi nào nó phù hợp mình sẽ đặt hết. Bên này cũng sẽ lấy cái túi ra và bên này cũng cứng chứ không mềm, không có bên nào mềm hết, chẳng qua bên này cứng hơn bên này thôi. Yeah. Nha em nha. Thì bây giờ chụp cái MRI trước. Rồi xong rồi có cái kết quả bác sẽ tư vấn lại cho em. Dạ, là phải lên đây tư vấn lại một chút không bác? Còn giờ đâu biết gì trong đó là mình tư vấn. Dạ. Nha, cái đó là cái mà nó an toàn. Nhưng mà nếu cái này em muốn làm sao nhỏ hơn, em muốn làm tự nhiên thì được không bác? Được, nhưng mà bây giờ không biết em nhớ, em không biết là trong đó cái sai nó như thế nào thì biết cái sai nào là tự nhiên. Thì đó. Ừ. Tức là tới lúc đó bác làm bác mới. Đúng là vì sao? Lúc đó lấy cái túi ra này. Dạ. Rồi xong rồi bác nghĩ như cái người em á làm gì làm bác cũng cái sai. Được, con lại không muốn để chụp cái phim này được con. Hồi xưa là xe máy. Không nhớ quá. Không nhớ. Thì nói chung là cái ngày nó cái đó thì theo từ từ đi sao mình tính sao. Chụp cái phim em ra là bắt con cái tổ chức túi với cái mồ nó nhưng như mà như ý có cái rồi chủ Huyền hả? Dạ. Dạ. Huyền nó coi như là giống như là đó cái sai mà kiểu như lên ăn mặc áo lên nó chỉ như vậy thôi, em không có muốn nó hơn. Rồi nó sẽ biết, nó sẽ nói. Nó sẽ làm nhỏ hơn. Chứ giờ chưa biết sai được bao nhiêu cơ. Dạ. Để bác coi thử cái mô tuyến bao nhiêu, mô túi bao vậy nhiêu. Vậy là em sẽ phải lại khám một lần nữa. Chắc chắn. Nếu mà sớm nhất em có thể làm được thì khoảng khi nào vậy đó? Bây giờ con liên lạc thì với bạn Na, con cho chị qua chụp đi.